cái ớt đi rì dục mẹ thâm mày phía đông hê rì kia mang coi kì sư rì rì của cành lên tầm kim cao nguyên đại ngang. Giờ 20, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển đi đâu? Cái hành trình tiếp theo của ngày hôm nay. Em mình lên khám phá núi lửa. Núi lửa ở đây là tên núi lửa gì ta? Núi lửa đây là vừa xã Quảng Sơn và xã Quảng Phú. Quảng Sơn, Quảng Phú. À, núi lửa 5K đúng không? 5K. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi lên núi lửa 5K. Sau đó mình sẽ tìm hiểu về những cái nét văn hóa tại đó, về địa hình nơi đó, cũng như ở đó có những cái thác gì anh em mình sẽ chinh phục luôn. Thì đó là cái hành trình của ngày hôm nay ha, để cho mọi người biết đến. Còn bí ẩn phía sau đó thì mình đi mình mới biết được. Sao thấy đi bao nhiêu cái núi lửa rồi có? Thứ ba, thứ tư. Ê, có núi lửa hôm trước em đi á là em chui vô hang hay là sao? Chứ chưa đi núi lửa này đúng không? Dạ chưa. Em chui vào khúc đỏ rồi. Mới lửa đó là nó không có cho đi sâu được hay là sao? Có đi sâu chứ được đấy, em không đem theo đồ nên em ra lại. Nó bị cái dao long. Vậy thì bây giờ mình đi trong khúc này trước đi. Rồi mình sẽ tiến hành đi xa. Tại vì cái chặng đường chinh phục mình là cả một cái hành trình. Thì em nghĩ nó có nhiều thời gian để anh em mình tìm hiểu. Vậy ha. Rồi uống cà phê tí xíu rồi đi. Anh em chúng tôi đang trên cái hành trình đi tìm cái ngọn núi lửa cũng khá là đặc biệt tại ở Đắk Nông. Nếu mà đến Đắk Nông mà không ghé cái núi lửa này là một sai lầm, vì ở đây cũng có những cái truyền thuyết rất là đặc biệt. Thì thôi bây giờ anh em chúng tôi tiến hành nha. Hello mấy đứa. Bây giờ thì Quang đang kiếm nhà của trưởng thôn. Thì đây là một cái bản làng của người ED. Thì người ED là cái người lâu đời nhất trong khu vực của Đắk Nông và Đắk Lắk. Thì sẽ cố gắng. Khá là đặc biệt, cả nhà mình không nghĩ là một trưởng thôn ở đây lại trẻ như vậy. Thôi rồi, để em dẫn trên này. Dạ dạ, dắt cái giúp em đi để mình chia sẻ cái văn hóa của bên đồng bào. Các người biết chứ còn em thì nói thẳng ra truyền thuyết thì em không biết. Dạ. Cái sự tích thì anh cho em hỏi xíu lên, anh là ở đây là đồng bào mình là thuộc đồng bào của ED hả anh ha? ED Mơ Nông Giao Thái có là bốn đồng bào. Dạ. Thì anh dắt giúp em ha. Rồi. Thế là chúng ta sẽ gặp được những người trong bốn cái người đồng bào gì quên rồi, gan cóc quên rồi, đang nhìn quên luôn rồi à. Nhớ không, thứ nhất á ở đây là ED nè, Mông nè, Giao nè, Thái nè, phải không? Đúng rồi, nhớ là bốn đúng đồng bào. Thì mong là sẽ có những cái điều thú vị gửi đến cả nhà nghe. Ở đây thì những người đồng bào thì sống chung một cái làng. Đây mọi người có thể thấy được rõ là trong cái bản làng của người ở trên, một số người đồng bào thì vẫn mang một nét hiện đại ha, giờ đã hòa lẫn hết rồi. Vô trong rồi. Còn mấy anh ở bên chỗ làm cái chương trình văn hóa, giới thiệu bên chỗ núi lửa này. Thì người ta tìm hiểu về cái sự tích cái câu chuyện về núi lửa thì chú có biết thì chú cho họ biết. Dạ. Để người ta đây ông, đây là cho ông già đây này, ông già
Chú biết không? Chú biết thì chú nói cho họ cũng được. Chú kể cho con đơn giản thôi cũng được. À, tại vì con lính đây cũng xa đó, con Quân Sơn, cho nên là con không biết về cái sự tích của truyền thuyết về cái núi lửa ở đây, cho nên là con muốn mọi người biết đến những cái thông tin hay như vậy thì chú giúp đỡ con xíu được không? Thì cái là từ sự núi lửa này là đối với chú là thì không gần mấy. Vì sao là ngày xưa là quê chú ở thôn 2 Nam Ca. Dạ. Bởi vậy là chú dắt con gà lại cái chú đằng đây được không? Đây là cái chú này, ông già đây nè. Ông già sao á, ông già sao đây là Đức ạ. Nhưng mà ông có biết không? Biết chứ. Ông mới biết á. Dạ, có nhà. Ông đó là coi như là ngày xưa là ông sinh sống ở đây này. Dạ. Là ông đó. Rồi vậy thôi. Còn chú là quê ngoài kia, dạ. Lấy vợ ở dưới này. Như là chú là người ở đây là người Mân Ông là chú là Mân Ông luôn ha. Dạ, yeah, chú là Mân Ông là lấy vợ ID. ID. Yeah. Như vậy trong cái bản làng mình là đa phần là ID hay là sao chú? Thì hai thành phần. Dạ. Yeah. Trên này là gốc là ID bún bún đơn. Dạ. Còn là bên dưới đây là bún rượu bút. Dạ. Bún rượu bút là Mân Ông. Dạ. Thì là nhập lại là một cái thôn này. Dạ, dạ con hiểu rồi. Yeah. Như vậy là chú ở đây là chú là già làng luôn hả? Yeah, mới đây thay ông kia là bị liệt người ấy, là yeah. Không đi được, không nói được, bởi vậy là chú thay cũng thời gian cùng chưa được năm. Yeah. Vậy thôi bây giờ con xin phép chú con đi ra kia để con cho chú kia kể chuyện cho con về cái sự tích của núi lửa rồi. Con cảm ơn chú nhiều hôm nay đã chia sẻ con một số cái thông tin để cho mọi người biết đến về cái bản làng của mình. Cũng rất là hoan hỷ. Hay ha chú ha. Có mấy anh ở bên anh làm bên chỗ văn hóa. Anh muốn tìm hiểu về cái câu chuyện sự tích của cái núi lửa mình này. Dạ. Thì anh muốn hỏi làm gì? Chỉ là làm về cái văn hóa để cho người ta biết tới cái núi lửa. Dạ. Cho nên là người ta muốn biết cái câu chuyện về cái núi lửa này. Dạ, có những cái sự tích gì đó. Giáo dẫn này tìm ông. Thì ông kể cho mấy anh nghe. Dạ. Về cái câu chuyện về cái núi lửa này cho anh biết. Nó bà. Không nghe hả? Bà đâu rồi? Nói bà rồi. Ông có biết cái câu chuyện về núi lửa này không? Không biết cái sự tích này. Ừ. Cái sự tích về núi lửa này. Không biết đó hả? Ông biết cái sự tích về núi lửa này không? Sự tích lửa rồi. Dạ. Không biết luôn ha. Dạ. Bà, có khi bà biết. Dạ. Cảm ơn ông nha. Dạ. Khó quá tìm để biết về cái sự tích núi lửa để cho các bạn hiểu đó. Cũng là một cái hành trình rất là vất vả. Vâng giờ đây. Rồi giúp nó giúp con mẹ được xưa lâu năm nơi nữa nè. Cái ổn đi rồi. Giúp mẹ. Thầm mày phía đông hề rồi. Khi mình coi cái sư rồi rồi. Của cành lên tầm kim. Mà kết cái lòng coi cho rồi. Tôi hẳn am cái ô cái e thì hề. Mà kết đó. Đấy. Hồi xưa đó là con cái đời đó hả? Dạ. Đời đó, okay. Con có xưa đó, ăn nuôi to lên, bây giờ nó chạy hết, cái đó là không ai phá đâu, chứ đó, hồi xưa đó, cấm phá, bây giờ đó, không biết mấy bà con đi làm nó lấy cô đó, nó lấy, phải lừa chạy hết. Bây giờ không ai quản lý đâu, mà nhà nước quản lý mà hồi xưa là không ai phá đâu, không ai phá. Bây giờ người ta phá hết, chỗ nào người ta phá hết. Dạ. Lý do tại sao người ta không dám phá vậy ông? Ở đó hả? Không, người ta phá làm chi? Nhưng mà người ta làm lại pha chỗ tốt cái đó là không 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 làm đâu.
không ai phá đâu. Dạ. Ừ. Con nghe ngày xưa đó là có con voi hay là như thế nào đúng không ông? Con voi hả? Dạ. Con voi này, này là con, này là con nai nè, con khi nè, con heo nè, con trồn là nhiều lắm, con vườn là nhiều lắm. Ừ. Giờ này không biết chỗ nào nó đi. Ông biết sự tích về con voi tại nơi đó không? Sự tích á. Chỗ đất hả? Dạ, sự tích. Chỗ đất là bây giờ mà con bộ thôi, không có ai đâu, mà gốc quê bao ở đây luôn. Mà chỗ nào người ta làm đó, nhô má này, làm chỗ quay mái đập đá này, người ta hỏi bộ này. Còn bộ thôi, một mình bộ thôi. Dạ. Mà ơi, cảm ơn ông nghe bữa nay đã kể con câu chuyện này nha. Dạ. Rồi hẹn có duyên gặp lại. Dạ, dạ rồi chào ông nha. Dạ. Dạ. Tại vì nếu như mà anh muốn người ta nói được thì phải có người địa phương đi cùng. Vậy nói nha. Tiếng địa phương người ta thì người ta mới hiểu. Dạ. Chứ bây giờ kể cả em hỏi thì người ta cũng không biết. Ồ vậy nha. Như vậy thì đây là đồng bào dân tộc thiểu số chứ không phải là như đấy. Dạ. Như khi mình nói tiếng người ta không hiểu hết ý của mình. Và đến lúc anh em chúng tôi chinh phục dãy núi lửa 5K là một trong những núi lửa trẻ tại Đắk Nông. Mà chạy xe thế này cảm giác mạnh và lạ lắm. Hôm nào các bạn thử đi. Ở đây là núi lửa lớn. Bây giờ mình sẽ lên trên cái núi lửa trên đây nha cả nhà. Bây giờ đi anh em mình chạy xe đi, còn lên trên kia. Ok. Chán tí xíu nữa. Đi Cốc ơi. Con nghĩ là con đi cái chuyến hành trình này xong về là con sớm xuống rất là nhiều ký. Thứ nhất là ăn rất là ít nè. Rồi thời tiết lạnh á. Rồi đi nhiều nữa. Mệt quá. Hình thành từ 3 núi lửa gồm một điểm nón thang chính và 2 nón thang phụ. Điểm nón thang chính cao 60m, có đường kính là 220m, miệng nhỏ sâu khoảng 20m, tính từ đỉnh núi. Điểm có độ cao 660m so với mực nước biển, được cấu tạo chủ yếu từ sỉ, mỗi viên sỉ có đường kính vài cm. Đá núi lửa nè, cục bay lớn rất là nhẹ. Đây, ai muốn xin dung nham thạch đó thì liên hệ với Quang. Quang sẽ ship về cho cả nhà. Đá núi lửa. Ủa nó đi đâu rồi? Ở đây nè, là cái lòng chảo của núi lửa, nó phun trào tại nơi đây. Và đây là một trong những cái núi lửa gọi là núi trẻ, nó dưới 10.000 năm. Đây. Và khi mà phun trào những cái dung nham núi lửa lên nhiều á thì cây trồng á sẽ rất là tốt luôn. Ở đó đậu phơi ha. Đậu này đậu đen. Đây. Đậu hạt đậu đen. Đậu tre đậu đen. Thì mọi người khi mà ăn chè đừng có bỏ mứa. Ăn cho hết luôn, người ta trồng rất là cực. Quang đi lên tí xíu mà Quang đã như vậy rồi, cho nên nếu mà mình thương những người nông dân, những người cực khổ của cái nghề nghiệp chân tay bằng lao động thì ăn bất cứ thứ gì từ hạt đậu tới hạt lúa mình phải trân trọng nó và yêu thương nó, tại vì nhờ những người họ cho mình mới có được cái cuộc sống ấm no cũng như cái bụng nó to hơn.
vậy ha. Tiếp tục. Tương truyền, ngày xưa trên đỉnh núi có một hồ nước rộng mênh mông và rất nhiều cá. Cây cỏ xanh tốt, biết được điều này, một chàng trai tìm đến bắt cá nướng ăn mà không hề biết đây là cá do thần nuôi. Vì thế, khi ăn xong con cá nướng, chàng trai cảm thấy ngứa ngáy toàn thân và khuôn mặt dần biến dạng. Có đôi tai rất to và cái mũi rất dài, cái bụng thì phình to, thân hình vạm vỡ như con voi. Vì là người biến thành voi nên chàng trai ăn rất khỏe. Dân làng không đủ cơm để nuôi, các già làng thầy cúng liền nấu cơm, nếp, bắp, đậu, củ sắn gãi lên lá cây trúc để nhử voi đến ăn. Voi ăn đến đâu thì thầy cúng đọc thần chú đến đó để voi nhớ rằng đó chính là thức ăn của mình. Truyền thuyết về núi lửa Nam Ca cũng chính là sự tích con voi mà người Mờ Nông thường kể trong sử thi để nhắc nhở, giáo dục con cháu không tự ý xâm hại đến tài nguyên thiên nhiên nơi đây. Ở đây có nhiều cái truyền thuyết sử tích của người đồng bào kể lắm. Thì mong là sẽ gặp được một số cư dân ở đây để cùng nhau mà chia sẻ. Anh em chúng tôi mua một số cái thứ lên đây để ăn. Để giới thiệu là tại cái khu vực Đắk Nông này có một núi lửa, một số cái hệ thống núi lửa đặc biệt. Và nếu mà đến Đắk Nông không ghé những cái núi lửa như thế này thì rất là đáng tiếc. Tại vì cái view nhìn từ trên đây xuống phía dưới rất là đẹp. Mệt quá. Tuổi trẻ của tôi là những chuỗi ngày rong ruổi trên khắp núi rừng, là những chuyến đi không kế hoạch. Cùng với sự tự do mà vũ trụ ban tặng, tôi chinh phục chính mình, tôi đi về phía mặt trời. Và khi đam mê còn nồng cháy, tôi sẽ không dừng lại. Nếu bạn có một đời để sống, vậy tại sao không bước qua vùng an toàn của chính mình? Hãy hát ca khi tế bào của bạn đang muốn nhảy múa. Tôi đi được, bạn cũng sẽ đi được. Và hãy cùng tôi tiếp tục hành trình này nhé. Là hồ trên núi. Hồi đó giờ cả nhà chưa biết hồ trên núi là như thế nào thì hôm nay con quay cho cả nhà xem nha. Rất là đẹp luôn. Và đây là đập thủy điện Nam Ca. Thì một trong những cái đập thủy điện lớn của Việt Nam mình. Và cái khung cảnh mà nhìn ở đây á không thể nào tưởng tượng được đâu mọi người ơi, đẹp lắm. Núi nó chập trùng một cái hồ như thế này ha. Ôi mọi người ơi. Đây là Việt Nam của tôi và đây là Việt Nam. Rất là nhiều cái cảnh đẹp. Ôi ôi. Ôi dồi ôi. Tuổi trẻ nên đi nha cả nhà ơi. Phải đi.
Sắp tới đây á, nó trở thành những cái nơi gọi là du lịch á, thì anh nghĩ nó sẽ không phê như bây giờ đâu. Bây giờ nhìn còn phê, du lịch nó sẽ có những cái thứ mà mất đi những cái quang cảnh thô sơ. Mấy cái đảo đó là chúng ta lên ở được luôn á ha. Buổi tối mà nếu mà lên đó đẹp quá. Đây là Đắk Nông nè, đây là cao nguyên Lộng Gió nè, quá hùng vĩ, quá đẹp luôn. Đây là cái đập thủy điện 5K, là trong cái hồ trên đây á, là nối giữa ba tỉnh, đó là Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, và một trong những cái hồ thủy điện gọi là lớn nhất trong khu vực của Tây Nguyên. Mong là cái hành trình này sẽ mang lại nhiều điều thú vị dành cho tất cả các bạn nha. Giờ đi tới đây á, là ngay chân chỗ cái đập thủy điện 5K á, cho nên là anh em cũng khá là mệt. Giờ vào đây để nấu cà phê uống cho tỉnh. Đó. Dạ. Đó, cha nội ngồi trên kia. Trà hả, có trà không? Có đem trà đúng không? Bây giờ là 12 giờ. 12 giờ trưa hả? Đúng rồi. Đây khá là mát ha. Có được mấy cái tán cây. Đi đâu đem theo cái này là đầy đủ nha anh em. Thứ nhất là có thể là nấu nước uống được nè, rồi nấu mì gói ăn được nè, rồi nấu cà phê cũng được nè. Nói chung là đầy đủ. Uống trà nên có bịch trà kìa. Bịch đó là Thiết Quang Âm, bịch xanh đó. Đó, ngồi đây đẹp chưa. Ngao du sơn thủy, tự do tự tại, còn gì nữa, thông dong. Có gì căng thẳng không em trai? Hả? Có gì căng thẳng không? Bình thường. Bình thường. Có gì căng thẳng không em trai? Có gì đâu phải vội. Có gì đâu phải vội vã. Không có gì quan trọng cả. Rồi sao, có gì không em trai? Ngày xưa người ta kêu là thông dong tự tại, còn bây giờ mình là long nhong tự tại. Thật sự cái cảm giác mà ở đây mà uống cà phê, trà rồi ngắm cảnh này nó đẹp mà nó đã lắm kìa. Mọi người nếu mà hãy đi đi, nếu mà có cái cơ hội hãy khám phá những cái vùng đất mới lạ của nước Việt Nam, cho chúng ta nhiều cái xúc cảm lắm. Khó khăn cũng có, vui vẻ cũng có, quan trọng là khi chúng ta đến được cái địa điểm mà chúng ta chinh phục được đó, đó là cái cảm xúc tuyệt vời. Và vui, nhất là phải vui ngay cái lúc đi, trong cái đoạn đường đi và đến chỗ đó cũng vui luôn, thì mình không cần hy vọng quá nhiều á. Mình là tuyệt vời rồi, đúng rồi. Này sự cố mới xảy ra, anh Quang Châu vừa cho cỏ uống cà phê. Cái gì, cầm nè, cầm nó bật. Này nó bóp vô. Ai biết đâu. Bóp nó vô là nó hẹp vậy. Bóp vô nó tụt xuống. Là do bóp. Là không bóp. Có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, cho nên là nó quyết định là cho cỏ uống cà phê hết rồi. Còn ăn. Còn. Để ra lấy. Để ra lấy cho. Là còn ăn của lái hay là ra qua thay? Đủ ăn. Con đi chào. Ơi. Ủa? Sao đi mình nha, con đi đâu? Con đi đâu? Đi làm cái gì? Đi chăn bò. Đi chăn bò rồi bò ở đâu? À, nó trên kia ha. Con liên mình hay là sao? Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? Nè nè chú này, chú cầm đây để